Xin chào các em học sinh lớp 12. Chào mừng các em đến với giờ học vật lý trên truyền hình. Thầy xin tự giới thiệu. Thầy tên là Vũ Đức Tính, giáo viên trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Như các em đã biết, để xây dựng một ngôi nhà, chúng ta cần phải có gạch đá, cát sỏi, sắt thép, xi măng. Vậy gạch đá, cát sỏi, sắt thép đó được cấu tạo từ những hạt gì? Thì ở lớp 10 các em đã biết các vật liệu đó được cấu tạo bởi các nguyên tử phân tử. Trong quá trình tìm hiểu cấu tạo các chất, người ta ngày càng đi sâu vào nghiên cứu các phạm vi có kích thước rất nhỏ. Năm 1908, nhà khoa học Bezin đã tìm ra nguyên tử. Đến năm 1911, nhà khoa học Rutherford đã tìm ra hạt nhân nguyên tử và nêu ra mô hình hành tinh nguyên tử Rutherford. Đến năm 1932, nhà khoa học Chadwick đã khám phá ra neutron và từ đó người ta mới hiểu đầy đủ về hạt nhân. Vậy hạt nhân có cấu tạo như thế nào? Thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu bài hôm nay, bài 3 năm tính chất và cấu tạo hạt nhân. Bài này là bài đầu tiên trong chương 7 hạt nhân nguyên tử. Chúng ta đi nghiên cứu phần thứ nhất. Chúng ta đi nghiên cứu phần thứ nhất cấu tạo hạt nhân. Chúng ta đi tìm hiểu mục đầu tiên một nhỏ điện tích và kích thước hạt nhân. Để biết được điện tích và kích thước của hạt nhân Chúng ta hãy nhớ lại cấu tạo của nguyên tử mà chúng ta đã học ở tiết trước. Theo mô hành tinh nguyên tử của Rutherford thì nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân nguyên tử ở trung tâm và electron chuyển động xung quanh tạo thành lớp vỏ. Mà điện tích ở lớp vỏ thì mang điện tích âm ở điều kiện bình thường thì nguyên tử trung hòa về điện. Do đó hạt nhân mang điện tích dương. Hạt nhân mang điện tích dương và bằng cộng ZE. Trong đó Z là số thứ số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. E là điện tích nguyên tố có giá trị bằng dương 1,6 x 10 mũ trừ 19 cu lông. Còn kích thước hạt nhân. Hạt nhân có kích thước như thế nào? để dễ hiểu các em hãy hình dung nếu kích thước của nguyên tử mà to bằng một sân vận động thì kích thước của hạt nhân chỉ bằng một quả nho ở bên trong sân vận động đó. Kích thước của hạt nhân rất nhỏ. Người ta đo được đường kính của hạt nhân bằng 10 mũ trừ 15 mét đến 10 mũ trừ 14 mét nhỏ hơn kích thước của nguyên tử 10 mũ 4 đến 10 mũ 5 lần. Còn về cấu tạo, hạt nhân có cấu tạo như thế nào? Chúng ta nghiên cứu sang mục thứ hai, hai nhỏ. Cấu tạo hạt nhân. Mời các em quan sát trên màn hình. Đây là hình mô tả Hình, đây là hình ảnh mô tả nguyên tử, hình ảnh mô tả hạt nhân và đây là hình ảnh mô tả nguyên tử mà có các electron chuyển động xung quanh hạt nhân. Vậy các em hãy quan sát xem hạt nhân được cấu tạo bởi những hạt gì và có mấy loại. Vậy các em thấy ở ở mô hình hạt nhân hạt nhân người ta ký hiệu bởi các hạt khác nhau và ở đây có hai loại hạt là proton và neutron tổng số proton và neutron gọi là nucleon vậy hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt proton b và neutron n proton mang điện tích dương là cộng E và có khối lượng bằng 1,672 62 nhân 10 mũ trừ 27 kg Lơ tơ đông không mang điện và có khối lượng bằng 1,67493 nhân 10 mũ trừ 27 kg Bờ lô tông và lơ tơ đông cùng có tên chung là nu Hạt nhân thì được cấu tạo bởi bờ lô tông và lơ tơ đông Vậy số proton, số neutron có trong hạt nhân bằng bao nhiêu? Thì số proton có trong hạt nhân là bằng Z. Z là nguyên tử số, tức là số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Và tổng số proton và neutron gọi là số nucleon. Vậy tổng số nucleon trong hạt nhân bằng A. A còn gọi là số khối. Vậy số lơ tơ đông có trong hạt nhân là A trừ đi Z. Vừa rồi chúng ta đang nghiên cứu xong mục cấu tạo của hạt nhân. Vậy hạt nhân có ký hiệu thế nào? Chúng ta nghiên cứu sang mục thứ ba, ba nhỏ. Ký hiệu hạt nhân. Hạt nhân được ký hiệu là XZA, trong đó X là ký hiệu hóa học của nguyên tố. A là số khối, tức là tổng số nucleon. Z là số proton. Ví dụ, ký hiệu hạt nhân của hydro là H11, của carbon là c 612 của oxy là 816 và của kém là 3027 của uranium. 92, 238. Dựa vào ký hiệu của hạt nhân, thầy cùng với các em đi viết số bờ đô tông, số lơ tơ đông, số lu cờ đông của ví dụ mà chúng ta vừa nêu. Các em hãy đi xác định số bờ đô tông, số lơ tơ đông, số lu cờ đông của các hạt nhân trong ví dụ mà chúng ta vừa nêu trên để tiện viết các số đó, thầy nập cái bảng sau. Thầy viết số tông, số neutron, số nucleon của hai hạt nhân đầu. Sau đó các em sẽ viết các giá trị đó ở các hạt nhân tiếp theo. Đối với hạt nhân hydro, ký hiệu là H11 có nghĩa là Z bằng 1 và A bằng 1. Vậy số proton của hydro là bằng 1. Số neutron của hydro là bằng 1. Số electron bằng a trừ đi z. Vậy số nucleon bằng 0. Vậy các em thấy hạt nhân hydro không có electron. Đối với hạt nhân carbon là C612, vậy z là bằng 6, A là bằng 12. Do đó, số bờ lô tông của carbon là bằng 6. Số nu của carbon là bằng 12. Số lơ tơ đông thì bằng 12 trừ đi 6, bằng 6. Sau đây, thì dùng một cái thời gian nhỏ để các em viết tiếp các cái giá trị tiếp theo. Các em viết được là Số proton của oxy là bằng 8, số neutron bằng 16, số neutron bằng 8 của kem. Số proton bằng 30, số neutron bằng 67, số neutron bằng 37. Đối với hạt nhân u gi số proton bằng 92, số neutron bằng 238 và số Z bằng 146. Tiếp theo, thầy cùng các em nghiên cứu sang mục thứ tư trong phần cấu tạo cấu tạo hạt nhân. Đó là đồng vị. Bốn nhỏ đồng vị. Đồng vị tức là cùng đứng trong một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn gọi là đồng vị các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có cùng số bẩy lô tông z nhưng số nucleon khác nhau nghĩa là trong hạt nhân đồng vị thì các hạt nhân có cùng số bởi lô tông nhưng số lơ khác nhau các đồng vị của cùng một nguyên tố có tính chất hóa học giống nhau nhưng tính chất vật lý khác nhau tính chất hóa học Giống nhau được thể hiện là do lớp vỏ của nguyên tử giống nhau, chúng lại đứng cùng một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. Chúng có thể tác dụng vào cùng tác dụng với chất này, chất khác thì tính chất hóa học giống nhau. Còn tính chất vật lý khác nhau được thể hiện là khối lượng của hạt nhân khác nhau và nhiệt độ sôi khác nhau, điểm nóng chảy khác nhau, tính dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Và hầu hết các nguyên tố hóa khoa học là hỗn hợp của rất nhiều đồng vị. Ví dụ, hiro có 3 đồng vị. Hiro thường ký hiệu là H11 chiếm 99,99%. Hiro nặng ký hiệu là H12 hay hydr chiếm 0,015%. Hydro siêu nặng ký hiệu là H13 hay chi ti với đồng vị này không bền và thời gian sống chỉ được khoảng 10 năm sau 10 năm thì chúng biến đổi thành hạt nhân khác còn carbon có rất nhiều đồng vị trong đó có hai đồng vị bền đó là carbon C612 và carbon 63. Các nguyên tố học có nhiều đồng vị như vậy Nhưng sao trong bảng hệ thống tuần hoàn chỉ ghi một giá trị Đó là ở trong bảng hệ thống tuần hoàn Người ta chỉ ghi những cái đồng vị bền nhất, phổ biến nhất Vừa rồi chúng ta đã khảo sát xong mục 1 cấu tạo hạt nhân Còn khối lượng của hạt nhân như thế nào Chúng ta nghiên cứu sang mục 2 năm mã 2 năm mã khối lượng hạt nhân Chúng ta đi nghiên cứu mục đầu tiên Một nhỏ đơn vị khối lượng hạt nhân Hạt nhân hay các vật khác đều có đơn vị là gam hoặc kg. Nhưng hạt nhân có kích thước và khối lượng rất nhỏ để tiện cho việc tính toán người ta đưa ra một đơn vị mới đó là đơn vị khối lượng nguyên tử ký hiệu là chữ u và trong môn hóa học thì khối lượng nguyên tử có đơn vị là dvc tức là đơn vị carbon người ta định nghĩa u như sau u có giá trị bằng 1 phần 12 khối lượng nguyên tử của đồng vị carbon 12. Từ định nghĩa đấy, người ta ghi được biểu thức là 1U bằng 1 phần 12 khối lượng của một nguyên tử đồng vị carbon C612. Từ đơn vị U này, thầy cùng với các em sẽ đổi sang đơn vị kg Các em đã biết trong một mol carbon thì chứa 12 gam carbon và chứa số A vô ga ở đô hạt. Vậy chúng ta thay vào 1 U bằng 1 phần 12 nhân với 12 chia cho số A vô ga ở đô NA thì chúng ta sẽ được giá trị là bằng 1 trên NA đơn vị là gam đổi ra kg thì bằng 10 mũ chữ 3 chia cho LA sẽ bằng 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg với NA bằng 6,022 nhân 10 mũ 23 mol mũ trừ 1. Dựa vào cách đổi này, chúng ta đi tính khối lượng ra đơn vị u của các hạt sau. khối lượng tính ra U của Electron, của Proton, Lutron và của Heni. Như các em đã biết, khối lượng của Electron có giá trị bằng 9,1 x 10 mũ 31 kg. Chúng ta chia cho khối lượng của một U là bằng 1,66055 x 10 mũ 27 kg sẽ ra giá trị bằng 5,486 x 10 mũ 4 U. Với cách tính như vậy thì chúng ta cũng tính được khối lượng của proton bằng 1,00728u của neutron bằng 1,00866u của heni bằng 4,00150u. Dựa vào bảng số liệu này, các em hãy so sánh cho thầy khối lượng của hạt nhân và khối lượng của lớp vỏ nguyên tử. thì các em thấy khối lượng của hạt nhân trong hạt nhân bao gồm có bờ lô tông và lơ tơ đông nên khối lượng của hạt nhân lớn hơn khối lượng của lớp vỏ nguyên tử là các electron rất nhiều. Do đó khối lượng của nguyên tử thì gần như tập trung toàn bộ ở hạt nhân. Chúng ta có một nhận xét sau. Đối với hạt nhân XZA bất kỳ thì khối lượng của nguyên tử tập trung gần như toàn bộ trong hạt nhân và khối lượng của một mol hạt nhân thì bằng AU và khối lượng của một hạt nhân sấp xỉ là AU. Ví dụ, khối lượng của hạt nhân carbon thì bằng 12U và khối lượng của một hạt nhân đi bằng 4, 00150u Để tính số hạt có trong m gam chất, chúng ta có công thức sau. Số phân tử có trong m gam chất là n bằng n nhỏ nhân với NA, trong đấy n nhỏ là số mol. Số mol thì bằng khối lượng của chất chia cho khối lượng mol, tức là số khối trong môn hóa học là a này người ta ký hiệu là chữ m còn na là số a rô vừa rồi thầy cùng các em đã nghiên cứu đơn vị khối lượng của hạt nhân tiếp theo thầy cùng các em đi nghiên cứu một cái mối liên hệ rất là mới mẻ mà các em chưa được học đó là khối lượng và năng lượng hai nhỏ Theo nhà bác học Einstein thì một vật có khối lượng M thì luôn có năng lượng E tương ứng và năng lượng E và M tỷ lệ với nhau với hệ số tỷ lệ là C bình. Do đó năng lượng E và khối lượng M tương ứng của cùng một vật luôn tồn tại đồng thời và tỷ lệ với nhau hệ số tỷ lệ là C bình. Từ đây ta có hệ thức Einstein là E bằng M nhân với C bình. Trong đó M là khối lượng của vật đơn vị là kg, C là tốc độ ánh sáng trong chân không. Chúng ta sẽ áp dụng hệ thức Einstein đi tính xem khối lượng của một U có năng, có năng lượng bằng bao nhiêu. Chúng ta thay M bằng một U thì E sẽ bằng 1 UC bình và bằng 931,5 mega electron volt. Tại sao tính được giá trị như vậy? Là do 1 U thì có giá trị bằng 1,66055 x 10 mũ 27 kg. C bằng 3 x 10 mũ 8 tất cả bình phương. Khi nhân vào chúng ta sẽ ra một cái giá trị có đơn vị là Joule. Sau đó chúng ta đổi ra đơn vị là mega electron volt. từ hệ thức này chúng ta chia hai vế cho xe bình thì một u sẽ sấp xỉ bằng 931,5 mega electron volt chia cho tốc độ ánh sáng bình phương tức là chia cho xe bình từ đây chúng ta thấy mega electron chia cho xe bình cũng được coi là một đơn vị khối lượng hạt nhân. Vậy trong hạt nhân này người ta thường dùng hai đơn vị đó là đơn vị khối lượng nguyên tử là u và đơn vị là mega electron volt chia cho c bình. Tùy từng dạng bài tập mà người ta áp dụng đơn vị. Ví dụ trong các bài tập nếu cho tính khối lượng thì người ta hay sử dụng đơn vị là u và khi bài tập mà bắt tính năng lượng thì người ta hay sử dụng đơn vị khối lượng là mega electron chia cho C bình. Từ đây chúng ta sẽ đi đến một cái chú ý quan trọng. Là một vật mà có khối lượng M0 khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với tốc độ là V khối lượng sẽ tăng lên theo hệ thức là m bằng m0 chia cho căn bậc 2 của 1 trừ đi v bình trên c bình. Các em thấy từ hệ thức này các em dễ dàng thấy được là nếu tốc độ mà càng lớn thì khối lượng càng lớn. Điều này là điều khác biệt của nhà bác học anh tanh so với cơ học cổ điển công thức này chỉ áp dụng đối với những vật mà chuyển động với tốc độ rất lớn cỡ tốc độ sấp xỉ bằng tốc độ của ánh sáng trong chân không còn lại nếu các vật mà chuyển động với cái tốc độ thông thường thì m với m không sấp xỉ bằng nhau từ đây chúng ta có năng lượng toàn phần là E bằng MC bình và bằng M0 nhân với C bình chia cho căn bậc hai của 1 trừ đi V bình trên C bình. Trong đó M0 là khối lượng nghỉ tức là khối lượng của vật đứng im và M là khối lượng của vật chuyển động gọi là khối lượng động đều có đơn vị là kg. Khi vật đứng im theo anh theo nhà khoa học anh xanh cũng có khối lượng nên khi đó m0 cũng có năng lượng là e0 gọi là năng lượng nghỉ với e0 bằng m0 nhân với c bình là năng lượng nghỉ từ đây chúng ta tính được động năng thông thường động năng mà chúng ta thường dùng là vfd bằng e trừ đi e0 bằng m trừ đi m0 tất cả nhân với cả c bình Trong bài này, các em nắm được cần nắm được hai phần. Phần 1 là cấu tạo hạt nhân. Phần 2 là khối lượng hạt nhân. Phần 1, cấu tạo hạt nhân, các em cần nắm được là điện tích và kích thước hạt nhân thì hạt nhân mang điện tích dương và có kích thước nhỏ rất nhiều kích thước của nguyên tử. Cấu tạo hạt nhân thì hạt nhân được cấu tạo bởi hai loại hạt là proton và neutron ký hiệu hạt nhân hạt nhân được ký hiệu là xza trong đó a là tổng số nu đông tức là tổng số bờ lô tông và lơ tơ đông hay còn gọi là số khối z là số bờ lô tông và số lơ tơ đông trong hạt nhân là a trừ đi z về đồng vị thì các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân mà có cùng số bờ lô tông nhưng số lơ tơ đông khác nhau chúng đứng cùng một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tính chất hóa học thì giống nhau nhưng tính chất vật lý thì khác nhau. Về khối lượng hạt nhân, một đơn vị hạt nhân thì các em nắm được đơn vị hạt nhân là đơn vị khối lượng nguyên tử U và đơn vị là mega electron volt trên chia cho C bình với một U bằng 166055 nhân 10 mũ trừ 27 kg và sấp xỉ bằng 931,5 MHz electron volt chia cho c bình. Về khối lượng và năng lượng thì các em phải nhớ được cái hệ thức Einstein E bằng MC bình với hệ thức này rất nổi tiếng. Người ta chứng minh được rằng 1 gram của bất kỳ chất gì cũng bằng 25 triệu kW giờ điện. Đây là công thức rất nổi tiếng của nhà bác học Einstein. Và khối lượng của vật chuyển động với vận tốc là V thì bằng m chia cho căn bậc 2 của 1 trừ đi V bình trên C bình. Bây giờ các em hãy áp dụng kiến thức đã học vào, các em Chuyển sang phần luyện tập. Câu 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các A. Đô tông B. neutron, C. Đô tông và electron, D. Đô tông và neutron. Thì để làm được các bài tập, các em phải đọc kỹ đề bài, xem đề bài hỏi gì. Với câu 1, người ta hỏi là hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các thì ở phần cấu tạo nguyên tử chúng ta thấy rằng là ở phần cấu tạo hạt nhân chúng ta thấy rằng hạt nhân được cấu tạo bởi proton và lơ tơ đông. do đó đáp án A là cấu tạo bởi proton là sai. Đáp án B hạt nhân được cấu tạo bởi lơ tơ đông cũng sai đáp án C cấu tạo bởi proton và electron cũng không đúng. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án D. Câu 2. Hạt nhân nguyên tử trì có 82 proton và có 125 neutron. Hạt nhân này có ký hiệu A PB82125, B pb 125, 82, C, 207, 82 và đáp án D là 82, 207. Với câu này, đề bài hỏi là hạt nhân này có ký hiệu như thế nào? Thì chúng ta thấy là hạt nhân được ký hiệu là XZA, trong đó X là tên nguyên tố hóa học mà chứa hạt nhân đó. Do đó, ở đây chúng ta thấy là A là số lưu đông hay là số khối. Số khối thì bằng tổng số bờ lô tông và lô tơ đông. Vậy, chúng ta thấy là để xác định được cái ký hiệu của hạt nhân trì thì chúng ta phải đi tìm số A và số Z. Trong bài người ta cho 82 bờ lỗ tông thì chúng ta thấy là Z bằng 82 ở đây có các đáp án đáp án A Z bằng 82 đáp, đáp án D Z bằng 82 còn đáp án C và B thì đương nhiên không đúng rồi tiếp theo là đi tìm số khối A số khối A là tổng số bờ lô tông và lơ tơ đông do đó ở đây có 82 bờ lô tông có 125 lơ tơ đông vậy số khối là Tổng của hai số đó bằng 82 cộng 125 bằng đáp án D. Câu 3. Trong hạt nhân nhôm 1327 có bao nhiêu số nucleon? Tức là câu hỏi này là chúng ta đi tìm số A và số N. Thì chúng ta thấy rằng số lưu cầu đông A bằng là bằng 27 đề bài đã cho rồi và số lơ thì bằng tổng số lưu cầu đông tức là số A trừ đi số bờ tông vậy chúng ta lấy 27 trừ đi 13 thì bằng 14 vậy đáp án đúng ở đây là đáp án C các em thân mến bài học của chúng ta đến đây là kết thúc các em sẽ tự làm tự trả lời các câu hỏi ở cuối sách giáo khoa thầy xin chào các em và hẹn gặp lại